Em là chị ạ. Duyên đấy à? Dạ. Sao? Thấy bất ngờ hả? Dạ. Hôm nay chị cho dọn dẹp trước, mai ngày đẹp là khởi công đấy. Thật đấy à? Ừ. Em mừng quá. Em mới gửi phương án để chị tham khảo thôi. Thế mà không ngờ chị lại chọn luôn bản thiết kế đấy. Thôi, mình vào đây ngồi đã. Dạ. Ôi dồi ôi, cũng may đấy em ạ. Nếu mà tòa nhà này mà không sửa chữa ấy, thì chị có thích lắm, cũng phải chịu. Chứ cũng không thể nào mà thay đổi giống như thiết kế của em được. Dạ vâng. Nhiều lúc đứng bên ngoài tòa nhà này, em có thắc mắc là không biết tại sao họ lại có thiết kế như vậy. Chuyện này thì hồi chồng chị còn sống, chị cũng có nghe thấy anh ấy nói. Thấy bảo là tòa nhà này ngày trước là thiết kế khác cơ. Nhưng mà sau lại phải thay đổi thiết kế, bởi vì là chủ đầu tư họ tiết kiệm với đa chi phí quá. Nói chung là quanh cái chuyện này thấy cũng nhiều lời ong tiếng ve lắm. Để có một bản thiết kế, người kiến trúc sư đã phải đặt vào rất nhiều tâm huyết, công sức. Chỉ một chi tiết nhỏ xíu thôi bị bỏ thì cũng giống như là cắt da, cắt thịt ý chị. Thế nên là sau chuyện này thì cậu ấy cũng bị stress một thời gian dài đấy. Ý chị là tác giả của công trình này ạ? Nhiều lúc em cũng không biết là mình có thể yêu nghề này được không nữa. Nếu như cái gì mình làm ra cũng bị cắt gọt như thế. Trời em ơi, bây giờ ngày nào mà chẳng phải gặp cái chuyện đấy. Mà thôi, bỏ đi. Nói chung là bây giờ chị cảm thấy rất vui bởi vì quán của chị sắp có diện mạo mới. Dạ. À này, lúc nãy chị có chuyển khoản cho em rồi đấy. Em phải check xem đã nhận được tiền chưa? À, dạ vâng. Chị ơi, sao chị chuyển cho em nhiều đấy ạ? Ngoài tiền hợp đồng thì chị cũng muốn cảm ơn em, bởi vì giúp chị mua cái bộ tưới cây sân vườn tự động ấy, dùng hiệu quả lắm đấy. Em cảm ơn chị ạ. Ừ. Em xin phép ạ. Alo thầy ạ. Dạ vâng, mọi việc ok ạ. Thầy có đang ở trường không? Em qua trường gặp thầy xíu ạ. Dạ vâng, dạ em qua luôn. Chị ơi. Ờ. Chắc là em có việc xin phép về trước. Ừ. Bản thiết kế mà có bất cứ vấn đề gì thì chị gọi cho em chị nhé. Ok, có gì chị sẽ alo nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị. Em là chị ạ. Ừ. Thôi bây giờ em về đi. Có gì thầy sẽ gọi điện cho em. Dạ, vậy em xin phép ạ. Duyên đấy à? Dạ. Thầy thấy khách hàng khen em lắm đấy. Thế mình mới thấy kiến thức học được ấy, nó là chưa đủ. Mà quan trọng ấy là thái độ hợp tác với khách hàng em ạ. Dạ vâng, em cảm ơn thầy đã góp ý. Thầy ơi, thầy còn giận em Vũ làm mộ không ạ? Thầy mà còn giận em ấy thì thầy đã không tìm được cho em rồi. Thầy rất mừng vì em đã thay đổi. Nhưng từ giờ em phải biết tiết chế cảm xúc, không là thất nghiệp đấy. Dạ vâng. À, thầy, em vừa mới nhận được tiền thù lao. Em muốn đóng góp vào quỹ hỗ trợ sinh viên của trường ạ. Thế à? Em có chuyển khoản rồi đấy ạ. Thầy kiểm tra xem nhận được chưa? Ừ. Sao em chuyển nhiều thế? Em chuyển thế này hết tiền của em à? À, chỗ này chỉ là 50% thôi ạ. Thầy nhớ không nhầm, quỹ chỉ nhận cao nhất 15% thôi mà. Thì khi mới vào trường, em cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các anh chị sinh viên khóa trên đóng góp vào quỹ. Thế nên là bây giờ em cũng muốn được đóng góp một chút sức mình ạ. Em đã có tấm lòng như vậy thì thay mặt các anh sinh viên mới, thầy cảm ơn em. Nhưng mà thầy dặn nhá, ngoài có trách nhiệm với công việc ấy thì em cũng phải quan tâm tới gia đình và bản thân nữa đấy. Dạ, em cảm ơn thầy. Thôi đừng, nộp đi.
tòa nhà này ngày trước là thiết kế khác cơ, nhưng mà sau lại phải thay đổi thiết kế bởi vì là chủ đầu tư họ tiết kiệm tối đa chi phí quá. Thế nên là sau chuyện này thì cậu ấy cũng bị stress một thời gian dài đấy. Ý chị là tác giả của công trình này ạ? Ừ. Nhiều lúc em cũng không biết là mình có thể yêu nghề này được không nữa, nếu như cái gì mình làm ra cũng bị cắt gọt như thế. Hôm nay sinh viên ưu tú về trường có việc gì vậy? Tôi có việc với trung tâm hỗ trợ của trường mà. Tôi thấy rồi. Ngồi với thầy Tuấn đúng không? Anh theo dõi tôi đấy à? Tôi không có rảnh đến mức đấy. Mà sao trông cô có vẻ tâm trạng vậy? Để tôi đoán nhá, là đang có tâm tư hay là đang bí ý tưởng? Chia sẻ đi, tôi có nhiều kinh nghiệm, biết đâu tôi có thể giúp được gì đó. Tôi đúng là có băn khoăn với nghề của mình thật. Tiếp. Theo anh nhá, là một người kiến trúc sư, khi vào nghề thực tiễn thì sẽ cần gắn với rất nhiều trách nhiệm. Trách nhiệm với công ty trả lương, trách nhiệm với chủ đầu tư vào dự án của mình, trách nhiệm với nghề nghiệp nữa. Loại trách nhiệm nào cần được ưu tiên nhất? Tôi hiểu rồi. Vấn đề ở đây là sự lựa chọn đúng không? Vậy thì trước khi lựa chọn, cần phải học cách để dung hòa mọi thứ. Bởi vì chỉ khi dung hòa được mọi trách nhiệm mới có thể dễ dàng đạt được mục đích của dự án. Còn nếu không ấy thì phải lựa chọn. Mà lựa chọn thì cô biết rồi đấy, sẽ có cái được và có cái mất. Thế anh đã bao giờ hối hận về lựa chọn của mình chưa? Rồi, đã từng. Tôi đã từng rất hối hận vì không bảo vệ được chứng kiến của mình. Nhưng mà tôi hy vọng là cô sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó. Xin lỗi. Alo. Alo, anh nghe. Ông phải nói từ từ thôi, tôi mới nghe thấy được chứ. Bây giờ á? Gấp thế? Ừ, thì tôi đang ở trường. Khoảng 15 phút nữa tôi về đến nơi. Ừ. Tôi biết rồi. Ừ, được rồi, thế nhá. Em mời chị ngồi uống nước ạ. Ừ. Này, bạn thiết kế có đến không em? Chắc là sắp đến rồi đấy ạ. Chị yên tâm, bạn ấy làm việc chuyên nghiệp lắm. Bạn ấy sẽ cho chị xem các mẫu thiết kế vườn 3D để cho chị dễ hình dung. Chị ưng mẫu nào bọn em mới báo giá. Thế thì tốt. Dạ. Mà ai thiết kế cái chỗ này đi? Chính bạn ấy đấy ạ. Chị ưng cái không gian này nên mới nhờ bọn em thiết kế đấy. Dạ. Anh này, có cúc họa mi này, hay là em ra chụp chị của ảnh nhá. Được ạ. Rồi ạ. À đây. Đây. Rồi ạ. Này. Rồi ạ. Đẹp lắm chị ạ. Nhưng mà em ơi, nhưng mà em làm cho chị cao cao lên thì chị muốn là chị nhỏ bé giữa rừng hoa như này cơ. Đẹp lắm chị ạ. Nhưng mà em ơi, chị muốn cao nữa lên, chị càng nhỏ càng tốt. Chị đợi em một phút. Nào, làm nào cho nó đẹp đẹp tí nhá. Như này nhá. Đấy. Rồi ạ. Đấy. Chị cứ thoải mái tạo dáng, sẽ chụp đẹp nhất cho chị luôn. Rồi. Đâu rồi, chị xem nào, xem có đẹp không nào. Đây ạ, chị xem ạ. Ôi dồi ôi, cậu này chụp đẹp thật đấy. Đấy.